Chào anh em. Chào Mạc Huynh nhá. Chào anh em nhá. Thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang cùng đoàn đang có mặt ở vườn em Mạc Huynh tại Kiến Thụy, Hải Phòng. Một cái vườn cây lại vườn cây quý nữa. Đồng thế đúng không? Quay chào chú nhá. Dạ dạ có cái túi. Chú cho chào chú. Dạ bà để vài tí. Không gian không phải đại gia. Không gian nhà vườn rất đẹp. Tuân nó chuyển bước cây về là hành chưa lên đây. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt ở vườn của em Mạc Huynh. Mời quý vị tham quan một chút cái không gian của nhà vườn. Không gian đẳng cấp quý vị ạ. Và còn đẳng cấp hơn khi quý vị chiêm ngưỡng một cái tòa lâu đài này, một cái tòa biệt thự xây dựng nên để phục vụ cho làm những cái trung tâm thương mại. Vẫn chưa xong quý vị ạ. Và vùng quanh cái trung tâm thương mại này thì em mới chơi cây. Cây cảnh thì là một cái vật dụng để trang trí cho cái trung tâm thương mại này. Khu vườn rất đẹp. Một cái lối kiến trúc theo của phong cách Nhật Bản ngay trước mắt quý vị. Và quý vị sẽ đi vào ngắm những tác phẩm của em Mạc Huynh. Giờ là đến vườn em thì choáng ngợp luôn. Khu vườn xuất sắc rồi. Một trong những nhà vườn có khu vườn đẹp tại Hải Phòng. Và quý vị nhìn thấy nền trời cũng làm nền cho khu vườn đẳng cấp này. Và một tác phẩm quý của em Mạc Huynh. Một tác phẩm rất quý của em. Tác phẩm này thì em mới mua của anh Lâm đây. Cái đường nét ấn tượng của tác phẩm này. Một trong những tác phẩm mà vẫn được gọi là cây chúa vườn của em Mạc Huynh. Và chút nữa thì quý vị sẽ được biết là tác phẩm nào. Em ấy tham dự festival cây cảnh tỉnh Hải Dương sắp tới. Khả năng cao là tác phẩm này. Quý vị chiêm ngưỡng những cây quý của em Mạc Huynh. Cây này là cái cây cũng là cái cây rất quý của vườn em. Huynh ơi, cây này vừa mới thay sang cái chậu này. Chậu này nhưng em nâng cao lên. À nâng cao lên không? Chuyển sang cái đôn này cho nó. Cây này trước để trên trần đây nhỉ? Vâng ạ. Rồi. Cây này hôm trước xong rồi hôm trước lấy rồi. Đâu ai lấy đâu. Quý vị ở đây là cái cây quý lắm quý vị ạ. Cái đường nét Bonsai Đức Huy đánh giá rất cao, cái đường nét khó. Thưa quý vị, đoàn đang đứng trước tác phẩm của em Mạc Huynh. Chụp lấy hình ảnh kìa. Thưa quý vị, một tác phẩm cây tam đa của em Mạc Huynh. Các mời chú nhá, mời các anh mấy em nhìn đây cho cháu nhá. Rồi, nhìn đây, anh Manh Mai đứng tiến một tí, không phải lại che người. Ok, ok. Rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Làm có đổi đây Huynh. Cảm ơn em Mạc Huynh. Để Huynh nó chọn. Vâng. Rồi, cháu sẽ... Cái chọn đi, cái chọn đi. Thôi, chú chọn thôi. Cháu chọn. Tam khôi xuất thế. Bóng tàn đang rất đẹp quý vị ạ. Đang đúng độ đi chơi. Một cái ổi nữa chú. À một cái ổi. Nhà vườn có rất nhiều những cái cây đẹp quý vị nhá. Một cái ổi ấn tượng nữa. Đúng vào đây. Chú đưa không? Kép vào đây cái nào không? Mời chú vào.
Chú Lộc nhìn thấy sao? Rồi anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi. Rồi rồi, ok, xong rồi, xong rồi. Vì chiêm ngưỡng cái tác phẩm ổi này. Vừa rồi em ấy cũng có một số những cái thông đẹp quá. Mà còn nhiều lắm quý vị nhá. Xì quá đẹp. Một tác phẩm nữa quý vị nhá. Như vậy là ba tác phẩm quý rồi. Chú ơi, chú nhìn đấy, chú Lộc ơi. Đấy, rồi, ok rồi. Rồi, xong rồi, cảm ơn mọi người. Những cây tiêu biểu của nhà vườn cũng như dự đoán của Sa Đông Huy thì cây này không thể thiếu được. Thời gian là cây kiết là sẽ bên tham gia mấy này câu lạc bộ mình. Hải Dương mình bây giờ đâu? Chúng tôi nhà con tí có qua xong bên này rồi. Qua xong mình ngồi cơm một tí đi đâu. Vì ở nhà vườn còn rất nhiều quý vị ạ. Nhà vườn còn rất nhiều cây. Một đại gia trẻ em Mạc Quỳnh sở hữu vườn cây quá giá trị quý vị ạ. Và không gian ở đây, không gian ở đây có thể là tổ chức một cuộc triển lãm lớn đâu quý vị ạ. Không gian rất là rộng. Quý vị ơi, mọi người đang đứng trước một cái tác phẩm của chú Đương. Chú Đương chim to dần. Biệt hiệu chim to dần. Dạ vâng. Nhắc như vậy là ai cũng nhớ biết rồi. Một cái cây bonsai rất là nghệ thuật của chú. Cảm ơn chú nhé. Cảm ơn chú đã đồng ý mang những tác phẩm rất đẹp về với Festival Cây Cảnh tỉnh Hải Dương sắp tới. Rồi xong rồi chú ạ. Vâng ạ. Chúng ta ngắm tác phẩm quý của chú Đương. Dạ vâng. Đi mau. Đúng rồi, ra luôn này nhỉ. Vâng ạ. Những cái tác phẩm rất là chất lượng quý vị ạ. À, kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đoàn cũng đã ra xe rồi. Bonsai Đức Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào và tạm biệt quý vị.